Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog, người Long An, cuộc sống người Long An. Đây, hôm nay mình dẫn các bạn đi ngắm cảnh chiều tà miền quê các bạn. Đây, mình đi trước kìa các bạn. Cánh đồng quê. Mây trời. Gì vậy? Cánh đồng quê nhìn đẹp lắm các bạn. Đây người ta trồng khóm quá trời. Bên đây là mít. Mình đang đi trong vườn mít các bạn. Mít với mai. Giờ đi bắt ốc hả vợ? Phan. Phan ở đây. Cái cục đá, đá cứ chạy. Trời ơi. Nay ra mua cho chồng thêm á. Người ta đang làm giường hình bánh kìa. Dạ ơi, dạ làm cái gì vậy dạ? Dạ đi dép không vừa chân hả dạ? Ngắm cảnh đồng quê, đẹp không các bạn? Hít thở không khí thật thoải mái, yên bình các bạn. Anh sáu chồng à, để bắt ốc anh. Chạy đâu vậy? Đâu vậy? Chắc từ 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 đi thôi. Đi trên đây sao thấy? Từ từ mới thấy được. Trời mưa này nó lặn xuống hết rồi. Hay để đi vô cái chồng lấy cái làm cái vỗ rổ vô cột vậy. Cái con nó đu nhau kìa. Ừ. Có cái chòi nữa. Hay có những té đó vậy? Không có chồng được. Thôi thôi vợ vô đi chút chồng bắt cho. Rồi giờ tôi chờ mất ốc rồi có bầu mà vậy đó. Chồng chồng mà. Quấn được chưa? Có cái chòi ha. Rồi chim bay kìa. Nó đi về lạng là sao luôn các bạn. Cái gì vậy? Ờ đi ngoài nắng và nhiều á. Đi mua mít đồ mua đi buôn bán nè. Rồi trời mà. Đeo khẩu trang, trời nón cũng vậy cũng bơ ấy cũng hàm mà nực nóng chứ không. Chui da vô nó kìa, chạy kìa. Trời ơi. Ngắm dạo vườn, ngắm cảnh chiều tà miền quê. Ngắm khóm đó ta mới trồng rồi vậy. Cảnh yên bình quá, thoải mái quá. Dạ, bên bển có thanh long nữa kìa các bạn. Trồng thanh long, ở đây có thanh long nữa. Quê vợ các bạn. Trong nói không có nhạc đâu. Ở xa mà không nghe được đâu. Sợ nhạc dính bản quyền đó các bạn. Dạ tôi ngoài ở sao đi tới kìa, rồi đi chậm hơn tôi nữa. Tôi đi tôi cầm máy quay tôi đi tình tà tàn mà còn đi không kịp nữa đó.
Chịu nói không? Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Hưng Vlog. Nếu thích hãy đăng ký kênh ủng hộ Hưng cùng vợ nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.